Em phải anh chọn số 4. Đầu tiên là Trấn Thành. Anh chọn số 4. Chọn số 2 đầu tiên là nó vui vẻ lấy này luôn. Chứ vậy lúc đầu là chị không có nói vậy. Lúc đầu là chị chọn số 4 thôi. Em hiểu không? Anh chọn số em với ba phải đó. Em với ba phải có nhân viên của anh qua ca sĩ của chính kia. Chọn sẽ được đây là showbiz. Đây không phải là đầu mối chợ bên đi. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà danh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok, anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok, hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì nó không biết. Thành ơi, Thành ơi. Thành ơi. Thành, Thành. Ồ, anh nói rồi. An ủi em đi, an ủi em đi. Không chèm chứ sao mà nói vậy, tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Tôi có thể đến với một người mà trang phục như thế này được. Vô duyên. Trời ơi, tự nhiên đồ của người ta. Thành, Thành, em Thành, em đúng rồi. Em hư lắm Thành. Anh vừa nãy ra. Em lấy bắt được. Em vừa chưa? Áo cho em biết hay chưa? Em đừng bao giờ em dùng trang phục của người ta làm cái đạo cụ để em chửi lộn với anh. Gắt tay luôn nè, đây nè. Em có chịu được nghèo cho sạch, rách cho thơm. Về đây. Về đây. À, về em về đây. Với Trường Giang anh Thành Vân đúng không? Em luôn rồi. Về đây chị may áo cho em. À. Em ơi. Lỗi tôi, lỗi tôi. Em nói người ta kia chưa số 4, cần không chịu cãi không à. Gió hai chân à. Em chọn anh bằng chim mà bị răng mà chọn anh bằng dù dế. Em nhìn là em chỉ thả tay vui mà răng không ai tin em được. Nói tới gì ạ? Tiếng Huế không phải tiếng hành tinh của anh. Anh đi về chỗ ngồi xuống. Vừa hát hay, vừa dễ thương. Đúng rồi. Tôi nhìn là tôi biết bạn hát hay rồi. Ngồi xuống, hay sao chọn? Mặt vô tường. Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao tôi chọn bạn? Tại vì tôi ghét là bạn dán mỹ giả. Ôi gì? Không, em, cái này là chị nói thiệt tình chị luôn nha. Thật sự là hồi nãy là đầu tiên là chị nói em hát hay đúng không? Anh nói em hát hay đúng không? Nhưng mà tại vợ họ chăm không chịu số 4 là cứ rời khỏi qua cái là nói chị nói lại số 2 thôi. Em phải anh chọn số 4. Đầu tiên là Trấn Thành. Anh chọn số 4. Trấn Thành chọn số 2 đầu tiên là nó vui vẻ lấy này luôn. Chứ vậy lúc đầu là chị không có nói vậy. Lúc đầu là chị chọn số 4 thôi, em hiểu không? Anh chọn số 4 nha. Em ơi, cái bà này anh chọn số 4. Cái vấn đề ở đây em phải nghe chị nói. Cãi cho một hồi rồi anh mới đưa đây em ra. Đây là Trấn Thành đầu tiên, là Trấn Thành chọn em đầu tiên. Trấn Thành nói em là không có hai đầu tiên. Đầu tiên chị là tư vị á. Là em hát hay rồi. Em hiểu không? Hai cái con như thế này em phải nghe lâu quá. Bây giờ ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, hồi tháp bằng tròn đi. Hồi tháp bằng tròn đi. Tại cái đường của em. Không thể tin được. Không thể tin được những nghệ sĩ của Việt Nam, những người đang ở trong showbiz. Không thể tin được. Đây không phải là đầu mối chợ Bình Điền. Ok, bây giờ đã lỡ rồi thì bây giờ mình làm móng cho em đi. Không phải cái này. Em xin phép mấy anh với chị cho em nói trước. Là hồi nãy là chị đầu tiên là chị khen em hát hay thiệt. Đúng không? Là em nghe chị nói là em hát hay. Đi xem chị, đi xem chị. Ừ, đi. Chắc hẳn. Cái gì? Đi về. Ô, tôi đi xe kìa em á chị. Đi về. Cái vấn đề ở đây là hồi nãy võ 200 á không chịu chọn số 4 cho nên nó cuối cùng á cho vừa, cho vừa, cho vừa. Đây là trời phạt cho những hành động sai trái. Đi về. Chúng tôi sẽ từ đường đây là showbiz. Đây không phải là đầu mối chợ bên đi. Xin nhắc lại, tôi đề nghị tất cả những con người mang danh nghệ sĩ hãy có lòng tự trọng. Nghệ sĩ hãy có lòng tự trọng. Không phải đâu, nghe nói mình em chọn ơi, lại theo chất. Em thấy gì em mà thiên hạ đại loạn không em? Hả? Bây giờ em nói cho mọi người biết đi. Né né giùm anh cái đi. Cái con người nhỏ bé xinh đẹp mát hay này. Hả? Tên gì, bao nhiêu đâu tuổi, ơi. Ở đâu làm nghề gì mà làm cho bao nhiêu con người nghệ sĩ đây là muốn lộn nhau luôn vậy? Dạ em xin chào tất cả mọi người có mặt trường quay và tất cả các vị ban giám khảo ở đây ạ. Trời ơi, cái giọng quá ngọt. Cái dễ thương, cái giọng như Cẩm Ly vậy, thiệt dễ thương, ngọt ngào. Sao nó chê người ta kêu tác giả? Ai vậy, ai chơi vậy, đưa chị tác mặt liền. Dạ em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi chọn người khác là đúng chính xác. Đúng rồi đó. Em chọn cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em muốn nghĩ nãy giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho tòa núi. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo vô quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em nói chứ không phải Hương Trà. Đúng rồi, chơi đi đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bắt đầu bài anh. Đúng không phải của Hương Trà nha. Đấu tranh, nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Trà rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút ngồi. Em lẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đâu từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em ở đây anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quay. Hay quá.
nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quăng. Em mới không vậy. Muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu em. Trời ơi, hay anh quá. Hiểu em. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà danh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok, anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok, hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì? Okay, okay. Thành ơi. Thành ơi. Okay. Thành. Ô, quên nữa rồi. An ủi em đi, an ủi em đi. Không chèm chứ sao mà nói vậy tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Giận lắm rồi á. Vô bình tĩnh em đi. Mèo bình tĩnh lại. Nói sai có một em bình tĩnh chưa? Bây giờ bình tĩnh chưa? Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạt quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa? Em không biết mấy người nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài của Hương Tràm mà. Mà suốt ngày anh nói cho em mập lẽ không thích rồi nhưng mà em cũng là đó. Đúng rồi, bài thì của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không thích rồi đó. Đó. Nguyên nhân chính là đây. Rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Vậy Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi giờ anh cá vậy không? Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Quỳnh Hương biết rồi. Rồi. Bây giờ bị. Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn bài này của Hương Tràm. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận. Anh xin lỗi em. Bài này của Hương Tràm, anh đại diện cho mọi nhạc nha. Em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi bắt chân nghe. Anh ngồi bắt chân nghe, anh nghe vậy ra được. Bỏ cái chân xuống. Miu xin lỗi. Cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Dạ, bây giờ Giang, Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Vậy gì mọi người, gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Giang, anh em ơi đây. Giang, bình tĩnh lại, Giang bình tĩnh. Làm sao em ru nồi những đêm dài, làm sao cho con tim đó lạnh lùng. Chị mong sao từ tên em tên giá hả? Hãy xin nghe bài nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ. Và anh ngủ hết lên cho thoải nói nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Đi về. Quá. Với anh giờ này coi như điều quan trọng hơn cả sự lừa dối là yêu em. Em đúng. Bên đây chọn số 2. Bên đây chọn số mấy? Có một. Có một cái kỷ niệm mà em với lại Trương Quỳnh Anh với lại ông xã của Quỳnh Anh. Đó, 4 năm thôi là quên luôn cái họ rồi. Anh ơi, em được anh ngồi đó được không? Xin lỗi. Em cảm thấy tổn thương lắm mà thật sự luôn á. Cho người ta một cơ hội nữa đi em. Tôi rất buồn. Vậy thời gian có muốn về đội bên đó không? Baby, come to me. Khoan. Cái gì vậy? Phạm anh gì đó là cay đắng tôi chấp nhận đó hả? Kệ ông chứ, trời ơi, kệ mấy người chứ. Sao em gặp anh hoài vậy? Bên này yên tâm, nên ngồi đây làm nội gián cho chứ thật sự cũng không thân lắm đâu. Thấy chưa? Trời ơi, chết rồi, sao kỳ. Ủa anh ơi, nó thiệt luôn á. Anh nghĩ em phải trải qua chương trình này mọi như thế ơi, nào? Mọi người khoan. Mình tên là gì? Hồi nãy anh nói mình tên là gì? Mấy người nhiệt tình quá à. Không, đúng, khán giả người ta có cái quyền của người ta. Cái quyền người ta buồn của người ta. Quỳnh Anh có cái quyền buồn của mình vì sao? Bạn bè không cần bạn bè luôn. Đúng rồi. Trong show biết là biết nhau. Ví dụ đây là ai? Chi Dân 1, 2, 3, 4 ngày. Đúng. Anh Giang, còn bên kia là ai? Còn bên kia là Phạm Quỳnh Anh. Mình đứng ở dưới con dốc, mình cố gắng sẽ không khóc. Mà sao biết bắt bên kia rồi với em? Ôi, không. Cái hay vậy? Cái này tôi phải công nhận nha, là Trường Giang thuộc rất nhiều bài hát của các ca sĩ. Chị, em thật sự đồng cảm. Đồng đội của chị giờ hỏi bài hát của chị nào có thuộc không? À. Trời ơi, bụi trong mắt em mấy người ơi. Ê, trong mắt em. Cái bài của Thành nói là chính xác là bụi bay vào mắt. Cái bụi nào trong không mắt em? Bụi trong mắt em. Trời ơi Thành ơi, em sai quá Thành ơi. Nghiến nè. Tôi nói đi về. Bây giờ thí dụ bây giờ đã nhớ cái hột bụi trong cái mắt tôi không nói là trong mắt em có ghèn là được rồi. Nhưng nó cái bài ghèn trong con mắt. Thí cho em nói một câu, cho em nói một câu đi. Sao Hiếu? Nghe cáo gỡ của ảnh nhạc của vợ anh không nhớ nữa nói chuyện. Đúng không? Quá. Nhưng mà anh vẫn rất tự hào. 2, 3, 1, 2, 3, 4 ngày. Thấy chưa? Thôi ngồi xuống. Chưa có thi đâu.
Trời ơi, tội nghiệp Quỳnh Anh quá à. Đường sông và dài anh cứ bước đi, em đừng lại để nhìn anh quay gót. Hai cái gì vậy? Thôi về chỗ ngồi, về chỗ ngồi. Về chỗ ngồi đi. Ngộ quá. Trời ơi, cái gì mà mới vô mà xào xáo gia đình dụng dở trơn à. Chị để em coi luôn cho chị, số chị là không có số chơi bạn. Hiểu không? Đúng. Đúng chứ gì, trời ơi, hợp lý quá. Không bao giờ có số chơi bạn được, hiểu không? Bạn mà bạn chơi thì hay quên tên. Đúng đấy, chị cẩn thận. Rất buồn. Tại sao mình không hỏi ý kiến của Trường Giang và đội bạn nha? À, theo ý kiến của cá nhân em, khi mà nhìn vào bạn này thì em thấy hình ảnh đầu tiên của trong đầu em hiện lên là lúc mà chị đó hát, em quay qua nó, anh Giang liền hát hay. Và em cũng tin vào cái cảm nhận của em là bạn này sẽ hát hay. Khoan, còn Trường Giang em thấy sao? Không hay. Sao tại vì tôi giống Trường Giang nha? Không hay nữa. Mặc dù là cái mé bóp nhưng tôi thấy không hay. Tự nhiên nữa rồi, ba phải nữa rồi đó. Không thiệt. Cái vấn đề ý đề của người ta có gia đình đen, ta muốn thay đổi làm sao, kể chuyện của người ta. Rồi giờ ý em sao? Em thấy là em theo ý anh đi, không hay à. Em với ba phải đó. Đó tại em với ba phải có nhân viên của bạn quá, ca sĩ có chính kiến quá. Lúc mà đưa ra cái quyết định đó mới là cái quan trọng. Bây giờ muốn nói gì không được. Tức là bây giờ em đang tung quả bây giờ muốn đánh lộn đúng không? Đội mình đang đùm bọc đó nha, sao chị ngồi chị nói em vậy? Tại em ba phải thiệt, em nói không phải đâu. Vậy là hai gia đình không gia đình nào hòa thuận hết trơn. Không, bên này hòa thuận, bên này ta thương nhau. Trời ơi, ta chắc nè, nắm tay nhau thật chặt, dưới tay chặt luôn.